Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Thu hồi bàn giao trên 85% diện tích đất cho đường vành đai 4. Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trong quý 1, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện xử lý 338 vụ buôn bán hàng cấm và gian lận thương mại. Đến nay, các địa phương nơi dự án thành phần 1.2 thuộc dự án đường vành đai 4 đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư gần 200 ha, đạt 85% kế hoạch. Về đất nông nghiệp và đất công điền, đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở đất doanh nghiệp. Đối với diện tích đất ở, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, hiện tại đang tổ chức lập và công khai phương án bồi thường hỗ trợ. Đã di chuyển các ngôi mộ đạt gần 99%, đã thực hiện xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang. Hiện nay, các đơn vị nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến đến cuối tháng 4 sẽ cơ bản hoàn thành. Đối với nhà thờ đạo tại huyện Văn Giang, đã thực hiện xong việc lập dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ, đang chờ điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất với phần diện tích tăng lên làm cơ sở giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với doanh nghiệp tại huyện Văn Lâm, tổng 13 doanh nghiệp, trong đó có 5 doanh nghiệp hỗ trợ bằng tiền. Đối với 8 doanh nghiệp đã được Ủy ban dân tỉnh giao đất cho thuê đất với diện tích thu hồi khoảng 5,53 ha, đã thông báo thu hồi đất, đã kiểm đếm được 5 doanh nghiệp, có 5 doanh nghiệp đã bàn giao mặt bằng trước. Thưa quý vị và các bạn, trong các huyện hiện nay, huyện Văn Lâm được định hướng sớm trở thành đơn vị hành chính đô thị của tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, toàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại 4, khu vực trung tâm huyện đạt tiêu chí loại 3, đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố. Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Lâm đang triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có những dự án mang tính chất động lực cho sự phát triển của đô thị Văn Lâm. Cụm công nghiệp Minh Khai ở thị trấn Như Quỳnh hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng thi công với trên 52 ha và tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Cụm công nghiệp này nhằm phục vụ việc di dời hàng trăm hộ sản xuất nhựa ở làng nghề Minh Khai. Qua đó, được kỳ vọng sẽ giải bài toán về vấn đề môi trường tại địa phương được coi là ô nhiễm nhất nước này, tạo diện mạo mới cho đô thị Như Quỳnh tương lai. Hiện nay thì mặc dù là đối với Hội đồng Nhân dân rồi cũng như địa phương cũng đã có rất nhiều các cái chủ trương để xây dựng các cái hạ tầng làm trong các tiêu chí đô thị, nhưng tuy nhiên hiện nay thì vẫn cái đầu tiên là vẫn cái nguồn ngân sách. Thì cái này thì đối với địa phương chúng tôi cũng đang quy hoạch, kế hoạch đấu giá một xu các cái khu vực để lấy cái tạo cái nguồn ngân sách để thúc đẩy để chi cho các cái họ các công xây dựng các cái công trình trên địa bàn. Đồng thời ở đây thì đối với lĩnh vực về môi trường thì ô nhiễm thì đối với Như Quỳnh thì là một cái địa phương mà có cái làng nghề, nó ảnh hưởng một cái lượng rác tồn đọng rất nhiều năm qua, trên 40 năm nay, do đó cái lượng rác mà để xử lý được ở trên địa bàn là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Dự án đường gom phía Nam đường sắt giai đoạn 1 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, hiện đã thi công được khoảng 85% khối lượng. Cùng với giai đoạn 2, tuyến đường gần 16 km này trên dọc huyện Văn Lâm sẽ kết nối các xã thị trấn phía Nam huyện với nhau. Đây là một dự án trọng điểm của huyện Văn Lâm, có tính chất rất quan trọng, cho nên nhà thầu 668 cũng xác định là sẽ trước tiên là sẽ đẩy nhanh cái tiến độ thi công, đảm bảo cái chất lượng công trình và đảm bảo cái tính mỹ thuật của công trình. Trong định hướng phát triển giao thông của đô thị huyện Văn Lâm, sẽ có 3 trục dọc song song xuyên suốt huyện từ thị trấn Như Quỳnh đến xã Lương Tài là đường DT385, đường gom Việt Nam đường sắt và đường DH15. Bên cạnh đó sẽ có 6 trục ngang kết nối giữa 3 trục dọc này. Cái mạng lưới giao thông nói trên là các cái tuyến có tính động lực cho phát triển đô thị đang được tỉnh quan tâm và huyện Văn Lâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành. Bên cạnh đó cũng quan tâm đến các dự án về cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước để đảm bảo cái tiện ích cho đời sống nhân dân ngày càng cao. Đồng thời cũng đề nghị với ban tỉnh có cái giải pháp thu hút các cái dự án đầu tư phát triển về đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Thông qua các dự án này nhằm nâng cao các tiêu chí về giao thông cũng như các cái tiện ích công cộng.
Hiện nay huyện Văn Lâm đạt khoảng 74,5 điểm theo tiêu chí đô thị loại 4, chỉ thiếu 0,5 điểm nữa là đạt tổng điểm tối thiểu. Tuy nhiên, còn 14 trên 51 tiêu chí chưa đạt điểm thành phần tối thiểu, chủ yếu là về giao thông, cây xanh, y tế, xử lý nước thải sinh hoạt, nhà tang lễ. Để khắc phục các tiêu chí còn thiếu, còn yếu này, huyện Văn Lâm ước tính sẽ phải huy động nguồn lực trên 11.000 tỷ đồng trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ đã tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Mỹ đã triển khai 41 công trình dự án về giáo dục với tổng mức đầu tư gần 420 tỷ đồng, tập trung vào việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, trang bị cơ sở vật chất cho các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Riêng từ năm 2023 đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện đã xây mới được gần 250 phòng học và phòng chức năng, tập trung nhiều tại xã Việt Cường, Thanh Long, Ngọc Long. Nhờ đó, tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn huyện không ngừng tăng qua các năm và hiện nay đạt trên 90%, trong đó bậc tiểu học và trung học cơ sở đạt gần 100%. Các địa phương trên địa bàn huyện đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị, phục vụ tốt nhất công tác giáo dục. Thời gian qua, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Ngay sau khi có quyết định triển khai dự án trên địa bàn, cùng với việc rà soát lên danh sách các hộ nằm trong dự án, phường Phan Đình Phùng còn cử ít nhất một lãnh đạo cùng cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống địa bàn để tuyên truyền vận động, làm công tác tư tưởng và xác định vị trí giải phóng mặt bằng với người dân. Vì thế, cơ bản các vướng mắc đã được tháo gỡ trước khi triển khai họp dân, triển khai rộng rãi. Ngay từ đầu khi mà đã thực hiện các cái dự án thì anh em tôi cũng đã tập trung tuyên truyền vận động bà con nhân dân, thành lập các cái tổ nhóm đến tận hộ gia đình. Các đồng chí đảng viên cũng phải vận động tuyên truyền gia đình, người thân của mình chấp hành giải phóng mặt bằng, tuyên truyền bà con nhân dân nhận thức đồng thuận với cái việc mà giải phóng mặt bằng cũng là những cái việc góp phần vào xây dựng quê hương. Sau hơn 4 tháng triển khai dự án xây dựng đường giao thông và kè sông Bần Vũ Xá đi qua địa bàn phường có chiều dài khoảng 4,5 km. Đến nay, 85 hộ dân đã đồng thuận bàn giao hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp cho đơn vị thi công. Hiện 20 hộ có đất và nhà và các công trình khác trong diện giải phóng mặt bằng đến nay cũng đã nhận thức rõ trách nhiệm với sự phát triển chung của địa phương và cho chính mình. Họ làm như này thì rất đẹp, rất tốt luôn. Vì phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tôi đồng thuận và đồng tình luôn. Riêng cá nhân của tôi 200 mét vuông giải phóng mặt bằng. Khi nào làm xong thì đất đai của chúng tôi ở đây thì tất nhiên là nó giá trị hơn rồi. Trên chỉ định như nào chúng tôi đồng ý như thế hết. Tương tự vậy, tại dự án xây dựng khu đất đấu giá cho dân làm nhà ở tại tổ dân phố Kim Huy, diện tích giải phóng mặt bằng là 2 hectare của 60 hộ. Chỉ sau vài tháng triển khai, cơ bản các hộ đã đồng thuận nhất trí cao với tư tưởng tích cực được góp phần xây dựng quê hương mình. Tôi hiện nay có 521 mét vuông. Thì quan điểm của tôi là trước sau là ủng hộ làm đường xá vào trường trạm cho các cháu học hành đến nơi chốn là sướng lắm rồi. Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước mà đúng giá cả của nhà nước tôi chấp nhận thôi, như nào đúng tinh thần thôi. Trước đó, ngay đầu năm 2024, địa phương này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường nối hai phường Phan Đình Phùng với phường Nhân Hòa. Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, sự đồng thuận cao của nhân dân, những dự án trên địa bàn phường Phan Đình Phùng sẽ sớm hoàn thành đi vào khai thác, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Đây được coi là giải pháp quan trọng để Hưng Yên hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng lộ trình tiến độ đề ra. Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên sẽ sáp nhập Nguyên Trạng với phường Quang Trung thành phường Lê Lợi với diện tích tự nhiên là 4,32 km² và dân số 18.564 người. Ngay sau khi có chủ trương, Mặt trận Tổ quốc phường đã tổ chức họp với các tổ chức thành viên, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho họ khi thực hiện sắp xếp.
chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với cả chính quyền, đài truyền thanh phường, ban công tác mặt trận các khu dân cư, các tổ chức chính trị để tập trung tuyên truyền vào cái việc thay đổi tên đơn vị hành chính, tuyên truyền về lấy ý kiến cử tri, làm sao mà tạo được cái sự ủng hộ cao nhất của cán bộ và nhân dân trong phường. Trong giai đoạn 2023-2025, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ sẽ sáp nhập với xã Ngô Quyền và thị trấn Vương thành thị trấn Vương với diện tích gần 14 km2 và dân số trên 21.000 người. Xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là việc khó, tác động đến tư tưởng tâm lý của cán bộ đảng viên và người dân. Mặt trận Tổ quốc xã Dị Chế đã triển khai kế hoạch tuyên truyền từ sớm, đa dạng phương thức tuyên truyền, trong đó tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các khu dân cư. Đồng thời, tiến hành lập niêm yết danh sách cử tri tại các nhà văn hóa từ sớm để triển khai lấy ý kiến của người dân từ ngày 14 tháng 4 tới đây. Chúng tôi đã kết hợp chặt chẽ với chi ủy chi bộ và các đồng chí trưởng phó thôn cùng các chi hội đoàn thể trong thôn đã tuyên truyền vận động nhân dân nắm rõ chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính mới, tuyên truyền vận động nhân dân bằng các hình thức như là trên đài truyền thanh và trực tiếp đã đến các nhà dân để mọi người dân nắm và hưởng ứng. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Hưng Yên có 139 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 22 đơn vị hành chính, gồm 13 phường, 8 thị trấn, 118 xã. Hưng Yên phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30 tháng 9 năm 2024. Chúng tôi sớm triển khai hội nghị chuyên đề đến Mặt trận Tổ quốc các cấp để triển khai các cái nhiệm vụ của mặt trận tham gia thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Thời điểm này thì đang tập trung cho tuyên truyền về việc lấy ý kiến của cử tri và vận động nhân dân tích cực tham gia khi được lấy ý kiến, rồi giám sát cái việc công khai các cái phương án đề án sắp xếp, rồi việc đổi tên đặt tên đối với đơn vị hành chính mới. Đồng thời nữa là hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp xã tổ chức đại hội đối với các đơn vị mà nằm trong cái diện sắp xếp đợt này. Với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền vận động đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Với dự án công cụ tối ưu hệ điều hành mã nguồn mở OSTEP, nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Trương Vương, huyện Văn Lâm đã lọt top 80 dự án xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia. Ngày xưa chúng em sử dụng những máy tính mà nó hay bị lag, hay bị giật. Qua câu lạc bộ tin học ở trường do đoàn thành lập thì chúng em đã tập hợp một số thành viên trong nhóm cùng đam mê và sở thích. Chúng em tạo nhóm lập ra dự án này. Cứ như thế, nhóm 5 học sinh trường Trung học phổ thông Trương Vương đã bắt tay thực hiện dự án khởi nghiệp bằng công cụ tối ưu hệ điều hành mã nguồn mở OSTEP. Đây là website cung cấp các công cụ tối ưu hệ điều hành cho thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính chạy hệ điều hành như Android hay Windows, giúp cho hệ điều hành trở nên mượt mà và nhanh hơn. Tất cả các công cụ này đều hoàn toàn miễn phí. Doanh thu của dự án nằm ở các quảng cáo mà người dùng xem khi tải công cụ. Tất cả thành viên của nhóm đều đang là học sinh phổ thông, chưa từng được đào tạo bài bản về lập trình marketing và kinh doanh. Do đó, các em gặp không ít khó khăn. Hiện tại thì chúng em vẫn chỉ là học sinh, chưa được training marketing bài bản ấy, nên là rất khó khăn trong việc đưa sản phẩm đến tới mọi người. Chúng em cần thêm nguồn vốn ấy, để có thể phát triển máy móc hoặc là những cái thiết bị cho mình được dễ dàng hơn. Dù mới triển khai không lâu, nhưng dự án đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng học sinh trường Trung học phổ thông Trương Vương và nhận được những đánh giá tích cực. Ngoài ra, còn có hàng nghìn lượt tải trên website, trong đó có cả lượt tải từ nước ngoài, doanh thu trung bình mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng. Em thấy là điện thoại của em nó được nhanh hơn, tối ưu hơn và nó rất là hỗ trợ cho cái việc học tập và tìm kiếm các thông tin trên mạng của em. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí và rất phù hợp với các bạn học sinh của chúng em. Dự án vừa đạt giải nhì tại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh cấp tỉnh và lọt top 80 dự án xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia. Song song với ứng dụng hàng loạt máy móc hiện đại, giảm công lao động và hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, nhiều hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã từng bước tham gia vào nền kinh tế số khi lấn sân sang thị trường thương mại điện tử.
Thời gian qua, các ngành chức năng đã có những hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa bản quyền được chú trọng triển khai, qua đó giúp thanh niên nâng cao năng suất lao động, chủ động trong tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm. Nhiều nông sản đặc thù của Hưng Yên như long nhãn, mật ong, hạt sen, bột sắn, trà tâm sen, trà cúc chi hiện đã được tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử như Sen Đỏ, Lazada, Shopee, Vỏ Giò, Postmark. Nhiều hộ sản xuất đã tận dụng môi trường mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok như một kênh tiêu thụ nông sản hiệu quả. Nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cấp xã, thời gian qua xã Tứ Tân, huyện Khoái Châu đã triển khai đồng bộ các giải pháp giúp người dân hiểu và hình thành thói quen nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đây là hội nghị tuyên truyền luật trợ giúp pháp lý do Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tứ Dân tổ chức cho nhân dân trong xã. Sau khi được tuyên truyền về nội dung pháp lý, người dân tiếp tục được tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến và được hướng dẫn các thao tác thực hiện. Sự kết hợp lồng ghép tuyên truyền này chính là một trong những giải pháp hiệu quả xã Tứ Dân đã thực hiện trong thời gian qua để nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Chúng tôi nắm được hết, ứng dụng và sử dụng được hết mọi cái điều kiện, tạo mọi cái điều kiện trong điện thoại thông minh, chúng tôi không cần phải đi đâu. Nhiệm vụ trọng tâm là hướng dẫn người dân tiếp cận đối với thủ tục dịch vụ công trực tuyến. Các cái hội nghị chúng tôi luôn tranh thủ phối kết hợp với các chi bộ, với các thôn để lồng ghép các cái cải cách hành chính để người dân tiếp cận đến cái dịch vụ công trực tuyến. Nhờ tích cực tuyên truyền nên thời điểm này, việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đã trở nên quen thuộc với hầu hết người dân trong xã. Công dân đến Ủy ban nhân dân xã chủ yếu để nhận kết quả hoặc để được hướng dẫn tự nộp hồ sơ trực tuyến. Mỗi công chức bộ phận một cửa đều nhiệt tình hướng dẫn công dân các thao tác tự thực hiện dịch vụ công trên cổng dịch vụ công trực tuyến để lần sau có thể làm ở nhà. Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận và xử lý hơn 350 hồ sơ trực tuyến, 100% đều giải quyết đúng hạn. Có chỗ tôi không hiểu ấy, thì các anh chị giúp đỡ, chỉ bảo các thủ tục tôi làm đều được giải quyết, hỗ trợ nhanh hơn. Đăng ký qua online này rất là dễ. Thì lúc mới đầu cũng hơi khó hiểu một tí thì đến các cán bộ của xã đây hỗ trợ và chỉ một hai lần thì giờ cũng rất là quen và cảm thấy rất là dễ dàng bởi vì mình ở nhà mình có thể đăng ký được. Với công tác trực và tiếp công dân thì chúng tôi cũng luôn luôn bám sát và chỉ đạo là các đồng chí trực và giải quyết tại phòng một cửa luôn luôn phải phát huy cái tinh thần tiếp công dân hòa đồng, hài hòa, tránh cái việc gây phiền hà và bức xúc cho nhân dân. Để dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân thì cần cả quá trình nỗ lực bền bỉ lâu dài, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương, sự nỗ lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức sẽ góp phần giúp xã Tứ Dân xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu vừa tổ chức xét xử 3 vụ án hình sự buôn bán hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Khoái Châu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại đoạn đường DT383 thuộc xã Đồng Kết huyện Khoái Châu, Trần Quốc Huy, thường trú tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã có hành vi mua 14,4 kg pháo hoa nổ. Trên đường mang đi bán thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khoái Châu phát hiện, bắt giữ quả tang. Tòa tuyên phạt bị cáo Huy 1 năm 3 tháng tù với tội danh buôn bán hàng cấm. Do nghiện ma túy, ngày 15 tháng 12 năm 2023, bị cáo Đỗ Thành Nam, thường trú tại xã Phùng Hưng và bị cáo Nguyễn Văn Trương, thường trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, đi mua ma túy nhưng chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý 338 vụ buôn bán hàng cấm và gian lận thương mại. So với quý 1 năm 2023, tăng 112 vụ, trong đó số vụ vi phạm hàng cấm, hàng nhập lậu 83 vụ, số vụ vi phạm về gian lận thương mại 250 vụ và số vụ vi phạm hàng giả 5 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 4 tỷ đồng. Riêng trong tháng 3 năm 2024 đã phát hiện xử lý hành chính 16 vụ, giảm 21 vụ so với tháng trước. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước gần 835 triệu đồng.
Thời gian tới, các lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nhóm mặt hàng như xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư, trang thiết bị y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Từ ngày 6 tháng 4, thực hiện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 năm 2024, các môn thể thao trong giai đoạn 1 của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 11 năm 2024 đã chính thức được tổ chức thi đấu tại hai địa điểm là sân vận động thành phố Hưng Yên và trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Tham gia thi đấu giai đoạn 1 có trên 1.000 vận động viên đến từ 31 trường trung học phổ thông và 10 đoàn thể thao của phòng giáo dục huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu các môn bóng đá nam tiểu học, bóng rổ, cầu lông và điền kinh. Trong đó, bóng đá nam tiểu học có 11 đội với trên 130 vận động viên, bóng rổ 9 đội với trên 100 vận động viên, cầu lông gần 300 vận động viên và điền kinh có gần 500 vận động viên tham dự. Môn bóng đá nam tiểu học và điền kinh được tổ chức tại trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Môn điền kinh và cầu lông được tổ chức thi đấu tại sân vận động thành phố Hưng Yên. Theo kế hoạch, các môn thể thao của Hội khỏe Phù Đổng Hưng Yên lần thứ 11 thi đấu giai đoạn 1 sẽ được tổ chức đến hết ngày 9 tháng 4. Ngày 14 tháng 4, lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng Hưng Yên năm 2024 sẽ được tổ chức tại sân vận động bóng đá trung tâm BVF xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4, giai đoạn 2 sẽ tổ chức thi đấu với các môn bóng bàn cờ vua và bóng đá nữ trung học phổ thông tại các điểm nhà thi đấu trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên và trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.